Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra, mời quý vị và các bạn đón xem. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, 5 định hướng lớn làm sâu sắc hơn quan hệ Việt-Nga. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 19 đến 20 tháng 6. Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, đây là chuyến thăm với nhiều ý nghĩa quan trọng, có thể coi là một điểm nhấn nổi bật của đối ngoại Việt Nam năm 2024. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin đã tạo xung lực mới cho hợp tác nhiều mặt Việt-Nga. Thông qua tuyên bố chung, 11 văn kiện hợp tác được ký kết và các cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Hai bên đã nhất trí về những định hướng lớn nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trên những phương diện sau. Một là tăng cường đối thoại, tiếp xúc cấp cao và các cấp và trên tất cả các kênh, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác để thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt Liên Hiệp Quốc, APEC, các cơ chế hợp tác ASEAN, Nga. Nga khẳng định ủng hộ Việt Nam đăng cai năm APEC 2027 và sẵn sàng phối hợp với Việt Nam tổ chức thành công sự kiện quan trọng này, tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực. Hai là khẳng định hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột, trọng tâm của hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Hai bên sẽ cùng nhau phối hợp tháo gỡ khó khăn và thống nhất giải pháp để nâng cao hiệu quả hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ chế hợp tác song phương, đặc biệt là Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật, sớm thống nhất triển khai kế hoạch tổng thể phát triển hợp tác Việt Nam-Nga đến năm 2030. Hai bên cũng sẽ phối hợp cùng khai thác tối đa các lợi thế của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam, Liên minh Kinh tế Á-Âu, tiếp tục tháo gỡ các rào cản thương mại, tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại song phương, mở rộng tiếp cận thị trường Nga cho xuất khẩu hàng tiêu dùng và nông thủy sản của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác đầu tư, nhất là về hạ tầng cơ sở, năng lượng. Ba là mở rộng hợp tác quốc phòng an ninh nhằm ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương về quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, các cơ chế do ASEAN dẫn dắt như Diễn đàn khu vực ASEAN ARF, cấp cao Đông Á EAS, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM+, đóng góp cho hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Bốn là đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, du lịch, lao động, văn hóa, nghệ thuật thể thao, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, giáo dục thế hệ trẻ nhằm củng cố nền tảng nhân văn vững chắc cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký kết 11 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp hai nước, tạo động lực thúc đẩy quan hệ song phương. Hai bên nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam tại Nga và công dân Nga tại Việt Nam sinh sống, học tập và lao động ổn định, làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Năm là, lãnh đạo cấp cao hai bên đã trao đổi thẳng thắn, tin cậy về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Theo đó, hai bên khẳng định ủng hộ hệ thống quan hệ quốc tế công bằng dựa trên luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hiệp Quốc, nhất là giải quyết hòa bình các tranh chấp, không đe dọa và sử dụng vũ lực, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Về vấn đề Biển Đông, hai bên ủng hộ việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982, UNCLOS 1982, ủng hộ thực hiện đầy đủ, hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC. Chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Vladimir Putin đã thành công tốt đẹp. Chúng ta đã dành cho Tổng thống Vladimir Putin và đoàn đại biểu cấp cao Nga sự đón tiếp hết sức trọng thị, thân tình, chu đáo. Nhân dân Việt Nam, nhất là những người đã từng học tập, làm việc tại Liên Xô trước đây và tại Liên bang Nga ngày nay, luôn lưu giữ và trân trọng những tình cảm tốt đẹp với đất nước và nhân dân Nga. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, trí tình mà nhân dân Nga đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Hai bên trân trọng mối quan hệ hữu nghị, truyền thống lâu đời đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đặt nền móng và vun đắp, trở thành tài sản chung quý báu giữa hai dân tộc, là nền tảng để quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển vì lợi ích của mỗi nước và đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tình cảm này, những thành tựu tích cực triển khai Hiệp ước 1994 về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nga và những kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm sẽ là cơ sở quan trọng để hai nước kế thừa và phát huy, tiếp tục phát triển và nâng tầm quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga. Việt Nam-Nga thông qua tuyên bố chung. Chiều ngày 20 tháng 6 tại Phủ Chủ tịch, ngay sau hội đàm, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin chứng kiến trao các văn kiện hợp tác đã ký kết dịp này. Trước đó, ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Sau khi kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả hội đàm. Phát biểu tại buổi họp báo, thay mặt Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Vladimir Putin cùng đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga thăm cấp nhà nước Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt là đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp ước về nguyên tắc cơ bản trong quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga và hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước trong năm 2025. Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ, chí tình của nhân dân Nga trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Trong quá trình triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, Việt Nam nhất quán coi Liên bang Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn cùng phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã giải công vun đắp. Thông báo về cuộc hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin, Chủ tịch nước vui mừng cho biết hai bên đã thông qua tuyên bố chung nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Các bộ ngành, cơ quan hai bên đã ký nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật, tư pháp, thể dục thể thao nhằm góp phần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, đẩy mạnh hợp tác song phương đi vào chiều sâu và hiệu quả. Trong không khí cởi mở, chân thành, tin cậy, Chủ tịch nước khẳng định hai bên đã nhất trí các định hướng, biện pháp lớn nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga, thống nhất tăng cường quan hệ trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau dựa trên nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hiệp Quốc về luật pháp quốc tế, không liên minh, thỏa thuận với bên thứ ba nhằm có hành động phương hại đến độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích cơ bản của nhau, không nhằm chống lại bất kỳ bên thứ ba nào, tích cực đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển khu vực và trên thế giới. Hai bên cũng khẳng định tiếp tục đẩy mạnh tin cậy chính trị thông qua tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao nhất, thúc đẩy các cơ chế hợp pháp của các kênh đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội, các bộ ngành, địa phương. Đánh giá hợp tác kinh tế là lĩnh vực trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga. Chủ tịch nước cho biết hai bên sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả, sớm đàm phán nâng cao Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu, nỗ lực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc do tác động không thuận của kinh tế thế giới nhằm đẩy mạnh thương mại, đầu tư, ủng hộ, tiếp tục nâng cao hiệu quả các dự án then chốt trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí, nhất là tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư hoạt động trên lãnh thổ của nhau, phù hợp với luật pháp của hai nước, luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982. Bên cạnh đó, hai bên đã thống nhất sớm nghiên cứu, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng sạch, đóng góp cho chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, đồng thời mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, ứng phó với những thách thức an ninh phi truyền thống. Theo Chủ tịch nước, hai bên cũng thống nhất tăng cường hợp tác trên lĩnh vực giao thông vận tải, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo, dạy nghề lao động, góp phần tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy hợp tác văn hóa nghệ thuật, du lịch, giao lưu nhân dân, giáo dục thế hệ trẻ, nhất là tạo điều kiện thuận lợi về điều kiện đi lại của nhân dân hai nước nhằm tăng cường hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đồng thời tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng công dân Việt Nam tại Nga và công dân Nga tại Việt Nam sinh sống, học tập, lao động ổn định, làm cầu nối quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên ủng hộ xây dựng hệ thống quan hệ quốc tế dân chủ, công bằng, minh bạch, dựa trên luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hiệp Quốc, bao gồm không sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương mới, mở rộng, bao trùm, minh bạch, công khai mà không phân biệt đối xử dựa trên nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới, ủng hộ một cấu trúc khu vực châu Á-Thái Bình Dương bình đẳng, không chia tách, minh bạch với vai trò trung tâm của ASEAN dựa trên luật pháp quốc tế, thúc đẩy liên kết kinh tế, bao gồm cả trong khuôn khổ APEC, G20, ASEAN và Hợp tác Kinh tế Á-Âu. Hoan nghênh Nga tăng cường hợp tác với tiểu vùng Mekong, đóng góp cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực trên thế giới. Về vấn đề Biển Đông, hai bên ủng hộ và bảo đảm an ninh an toàn tự do hàng hải và hàng không, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với hiến chương của Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Ủng hộ thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, sớm đàm phán, tiến tới một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, COC, thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.